Linh đường Phật thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính từ tâm đức kính thưa quý vị Phật tử. Hôm nay trong bài kinh này chúng ta có những từ ngữ mà chúng ta cần phải biết giới quẩn sila khan thác định quẩn samadhi khan thác tuệ quẩn vầy nhà khan thác. Vô học Aseko lực của ác ma Marathiya chúng ta hiểu được các từ đó rồi thì bài học không phải là khó. Trước hết chúng ta giải về cái từ vô học. Chứ là C khác, à C khác. Ở đây chia theo cái cách Asekhenas, Silakhanthenas, Samanagato, Hồ Tí. Bởi vì chữ Samanagato, Hồ Tí có nghĩa là thành tựu với cái giới quẩn vô học. Cho nên khi chúng ta tách từ ra thì chúng ta gọi AC khá giải thích được. Phu quân thì chúng ta gọi là Bodhicitta, là những người chưa đắc được đạo quả. Còn khi chúng ta nói hữu học không, thì chúng ta nói ngắn gọn là đạo quả Tu Đà Quần, đạo quả Tu Đà Hàm, đạo quả A Na Hàm và thêm cái đạo A La Hán. Mặc dù chỉ có một sát na thôi, nhưng mà vì Arhatam mắt gác vẫn còn có cái sự tiến lên đến sát na tông quả Arhatapala. Cho nên tám tâm siêu thế thì hết bảy tâm sơ đạo, nhị đạo, tâm đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả. Hay là chúng ta liệt kê là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, à, tứ đạo. Chỉ tới tứ đạo thôi. Thì như vậy gọi là bảy hữu học, bảy pháp hữu học Sekhatama. Còn tâm tứ quả đó, tức là A-la-hán quả thì là cái pháp gọi là vô học Sekhatama. Bây giờ chúng ta nói đến cái tam học, tức là giới định tuệ,
Nhưng mà giới ở đây chúng ta gọi là giới quẩn xì lắc hàng tháng. Tại sao gọi là giới quẩn? Chữ quẩn, chữ khanh thác theo trong chú giải có nghĩa là ra xí, ra xí là một đống, một chùm, một khối. Do đó cái chữ xin lắc hành thá là để chỉ cho nhóm ba pháp, tức là chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng. Vì có ba chi phần như vậy đó, cho nên gọi là si lắc thanh thá là giới. Ngoài ra đó thì còn có những cái tiểu tiểu giới khác, mình được Đức Phật dạy chế định ở trong Lục Tạng. Cái đó chúng ta gọi là si lắc hành thá. Còn samadhi thích hành thá tức là định quẩn. Là ở đây chỉ cho cái nhóm pháp mà thuộc về định, định học. Ở trong Bát Chánh Đạo thì chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà cái chi pháp đó được gọi là định quẩn. Ngoài ra còn có những cái pháp định khác, chẳng hạn như là khai đề ca samadhi, upacara samadhi, upacara samadhi, sát na định, cận định, rồi an chỉ định. Cho nên nếu phân loại ra thì định có nhiều cái tên gọi, nên cái đó gọi là samadhi khanh thá, là định quẩn. Còn gọi là tuệ, tuệ quẩn. Bên nhắc khanh thá. Tuệ quẩn ở đây là chỉ cho hai chi phần trong Bát Chánh Đạo, tức là chánh kiến và chánh tư duy, nó thuộc tuệ quẩn. Nếu mà chúng ta nói theo các định đó thì chúng ta có giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn là như thế này. Giới quẩn ở đây si lắc khá là để chỉ cho bốn cái loại giới. Pratimokkha Sanghara si lắc tức là giới thuộc thúc và lên đề một xoa. Cái sự thu thúc trong 227 giới của tỳ kheo, hay là cái sự thu thúc ở trong giới của sa di hoặc giới cư sĩ, đó được gọi là Pratimokkha Sanghara Sila. Thứ hai gọi Indriya Sanghara Sila, Sanghara Sila, tức là cái giới thu thúc lục,
thứ ba gọi là Pachyasanisita Sila, thì cái giới quá tưởng bậc dụng. Và thứ tư được gọi là Achiwa Prasotisila, là nuôi mạng thanh tịnh, giới giới nuôi mạng thanh tịnh. Thành thử ra giới quẩn ở đây được kể như vậy, ở đây cũng kể là giới tịnh, còn định quẩn tức là chỉ cho tâm tịnh. Chích tác vừa xuất thí, chích tác vừa xuất thí, thì định ở đây nó bao gồm cả định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nếu nói theo nhiều pháp. Định không vô vi xứ, định thức vô vi xứ, định vô sở xứ, định phi tưởng xứ. Thì gom lại tất cả các cái chi phần về định đó, thì chúng ta gọi đó là Samadhi Khandha. Còn tuệ quẩn ở đây, nếu mà nói theo thức tịnh đó, thì những cái tuệ, tuệ quán mà nó nằm ở trong kiến tịnh, nghi tịnh, đạo với đạo, tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh, thì gần có 16 cái tuệ minh sát rồi, chúng ta gọi là minh nhất thanh thát, là tuệ quẩn. Chúng ta phân chi pháp thì chúng ta phân như vậy, để cho rạch rồi đâu ra đó. Cái này cũng có lợi ích cho chúng ta đó, bởi vì nếu như mà chúng ta không có nắm được chi pháp của những phần được nói đến, thì như vậy chúng ta chỉ lý giải dông dài mà nó không có ngã ngũ đi đâu cả, cứ dây cà bắt qua dây mướp vậy đó. Cho nên ở đây khi mà học Phật pháp là chúng ta phải nắm được cái chi pháp rõ ràng gì. Thì bây giờ cái sự tu tập á, những cái phàm phu vô thức chánh á, thì chúng ta tu tập về giới quẩn, về định quẩn, tuệ quẩn đó, chỉ có nên gọi là phạm giới, phạm định, phạm tuệ. Khi mà một phạm phạm phu, tức là một người phàm tục như chúng ta đi, chưa đắc đạo quả thì gọi là phàm, nhưng mà chúng ta thuộc về kalajana vô thức chánh á, tức là hảo phàm phu, tức là cái hạng phàm phu tốt lành, hay là hạng phàm phu hiền thiện, thì khi mà chúng ta tu tập về giới đó, chúng ta tu tập giữ năm giới, hay là bát quan trai giới, hay xây giới hoặc tỳ kheo giới, giữ thanh tịnh trong sạch, thì như vậy được gọi là giới của phàm phu, giới định, giới quẩn của phàm phu. Định quẩn phàm phu là khi kẻ phàm phu chúng ta tu tập về thiện chỉ, trong 40 định một thiện chỉ, để chúng ta đắc được sát ra định, cận định, hay là an chỉ định, thuộc về sắc giới, vô sắc giới. Cái đó chúng ta gọi là định quẩn phàm phu. Rồi thanh quẩn là hạ phàm phu chúng ta, những vị hành giả
đang trong bước đường tu tập chưa đắc đạo quả gì cả, còn là phàm nhân. Chúng ta tu tập tùy quán vô thường, khổ não vô ngã, đó cũng là tuệ, nhưng mà cái tuệ vẫn đó thuộc phàm phu. Xong cái đó chúng ta để qua bên. Bây giờ chúng ta nói đến cái giới định tuệ, giới quẩn định quẩn tuệ quẩn mà thuộc về hữu học. Tức là một khi ai đó đã đắc được đạo quả tu được quần tư đà hàm a la hàm rồi, thì các vị hữu học ấy vẫn còn phải tiếp tục tiến lên bậc đạo quả cao hơn, không có dừng lại ở đây. Thì như vậy gọi là giới định tuệ của bậc hữu học. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng giới của bậc hữu học nó khác hơn cái giới phàm phu. Cái giới phàm phu của chúng ta thì còn có thể là bị những ác pháp như là tham tà kiến nó chi phối, nó dẫn dắt. Nhưng mà đối với bậc hữu học, các vị đó giữ giới vì các vị dù sao đi nữa cũng chứng được thánh đạo thánh quả, cho nên lòng tầm lòng quyết của các vị đó nó chắc chắn. Thì giới giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của bậc tu đường quần cao quý hơn là của phàm phu. Giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của bậc tư đà hàm, hữu học tu tư đà hàm thì cao quý hơn cái hạng tu đà quần nữa. Còn giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của bậc a la hán, bậc a la hàm thì cao quý hơn cái bậc tư đà hàm. Thì vì vậy chúng ta có ba trường hợp: giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của bậc không học là tu được quần tự đà hàm a la hàm, cái phạm phu chúng ta có lúc chúng ta tu tập về giới, nhưng cái lúc là chúng ta bỏ giới, có lúc là chúng ta phạm phu chúng ta tu tập đắc thiền định nhưng mà sau đó bị phiền não chi phối, như đề bài đại ca chẳng hạn, đắc thiện có thần thông rồi sau đó lại khởi lên cái tham vọng chưởng quản dân chúng, nên ám sát Đức Phật, chia rẽ tăng vân vân, để rồi thì thông quậy hết, sanh xuống địa ngục A Tỳ. Trên giới giới của phàm phu không có bảo đảm, còn giới của bậc hữu học, mặc dù các bậc hữu học vẫn còn năm cái thượng Phật cái sử chưa đoạn tận, nhưng mà một khi thánh đạo thánh quả đã đoạn trừ năm cái hạ phần cái sử là thân kiến và nghi với cấm thủ vọng bái về sân, thì xem như là vị đó không còn bị thốt đọa. Chẳng hạn như vị tu đồ quần, cho dù có ai hăm dọa sẽ giết chết nếu như mà nói thật, thì gặp phàm phu chúng ta nghe vậy chúng ta sẽ chết, chúng ta liền nói dối là chúng ta phạm giới. Như vị tu đồ quần thì vị đó không có sợ sự chết. Vị tu đồ quần thì các vị đó không bao giờ phạm tội nói dối. Tư Đà Hàm A Na Hàm cũng vậy,
Cho nên cái giới của bậc không học đó là nó chắc chắn đảm bảo hơn cái giới của phàm phu. Cái thiền định của bậc không học cũng chắc chắn bảo đảm hơn là của phàm phu. Thiền định của phàm phu như là Devarata thì một thời gian sau cũng hưng hoại. Cho nên giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của phàm phu chúng ta không thoát được cái quyền lực của ác ma. Arathiya ở đây tức là để chỉ cho cái quyền lực của ác ma. Mai mốt chúng ta học pháp cú, chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp nói về Marathaya. Thì lúc đó trong chú giải cái chỗ đó giải thích khác đi một chút. Còn bây giờ ở đây đó, cái chữ Marathaya chữ Marathaya ở đây được trong chú giải giải thích là Marasa, Marathayan, Marasa, Vissayan, Isariyatthanam, tức là cái phạm vi hay là cái quyền lực của ác ma, nên gọi là thế lực ma. Cũng giới giới định tuệ là của bậc hữu học không? Thì ma thế lực của ma chỉ kiểm soát được, khống chế được một phần thôi, chứ nó không thể khống chế hết. Bởi vì các bậc hữu học chắc chắn là các vị sẽ được giải thoát. Nó khống chế được lúc nào thì khống chế. Như tên của tôn giả Ananda là bằng phú học. Cho nên trong lúc mà sầu não thì nhìn thấy Đức Thế Tôn bị bệnh già yếu, năm đó ngài 79 tuổi, tôn giả Ananda rất là lo lắng. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài ý cho Ananda biết là nếu như một người đã tu tập thuần thục viên viên mãn về bốn giới, thì nếu bốn người đó có thể duy trì cái thọ mạng lâu dài được một kiếp hay một ức kiếp hay nửa phần kiếp còn lại, nhưng mà tôn giả Ananda lúc đó vì là tâm của bậc không học còn bị ma ám một chút, cho nên ngài không có hiểu được cái lời gợi ý quá rõ ràng của Đức Thế Tôn, nên không có thỉnh Đức Thế Tôn duy trì mạng sống ở thế gian này. Thế là sau khi Đức Phật ngài gợi ý ba bốn lần như vậy, thấy Ananda nín thinh,
chỉ lo phiền muộn thôi. Thì Đức Thế Tôn này bảo Ananda ra bên ngoài để nghỉ. Lúc đó ác ma hiện xuống thỉnh Đức Phật viên tịch niết bàn, thì ác ma mới là khả hứa với mà vương sau 3 tháng nữa ngài sẽ viên tịch niết bàn. Thì như vậy tâm của bậc hữu học vẫn còn một chút xíu, bị ác ma nó chế ngự, nó ám ảnh, nó chi phối. Nhưng mà chúng ta nói đến cái giới định tuệ vô học, tức là giới định tuệ của bậc A-la-hán, thì xem như là chắc chắn đảm bảo. Bởi vì tất cả những cái phiền não đã được đoạn trừ, những cái cụ niết bàn sinh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Cho nên vị A-la-hán được gọi là bậc thành tựu viên mãn về giới quẩn vô học, thành tựu viên mãn về giới quẩn định học, và thành tựu viên mãn về giới quẩn tuệ học. Dù cho ngài có đi đâu, bất cứ chỗ nào cũng không có ai có thể làm cho cái đức hạnh đó nó bị suy sụp, bị mất đi. Ở đây người Phật tử chúng ta sẽ thắc mắc tại sao học trong Thắng Pháp á, thì nói rằng vị A La Hán là vị đã vẹn toàn, ngài không có làm điều ác nữa, do đó cho nên ngài không có tâm của vị A La Hán tâm tố, dùng cho tâm tố dục giới của vị A La Hán cũng vẫn không có ba cái tâm sở giới phần chánh ngữ chánh vị chánh mạng phối hợp. Thế nhưng tao ở đây chúng ta nói đến giới quẩn của bậc vô học, thôi ở đây chỉ là ba cái tâm sở đó nó phối hợp với từng thứ quả siêu thế mà thôi. Cái vị A-la-hán khi mà chứng tứ đạo tứ quả thì vị đó mới vừa chứng tứ đạo tức A-la-hán đạo, thì cái sát na trước còn là giới quẩn hữu học, định quẩn hữu học, tuệ quẩn hữu học, nhưng mà ở sát na kế tiếp tức là sát na tâm quả tứ quả sinh khởi, thì lúc đó là giới quẩn vô học, định quẩn vô học, tự vô học. Thì ở đây đó, khi chúng ta nói đến cái tâm đại tố ba hai thế giá chín tám, thì trong đó không có ba sở giới phần phối hợp, phải rồi. Đó là trong đời sống bình nhật của ngài, với một lúc ngày thế lúc này chứng đắc được đạo quả A-la-hán, thì ở trong tâm đạo hay tâm quả siêu thế
lúc đầu cũng có bát chánh đạo phối hợp, rồi trong bát chánh đạo đó thì có chánh ngữ, chánh vị, chánh mạng. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái người nói rằng vị A-la-hán không có cái tâm sở giới phần tương ưng, đó là nói đến tâm đại tố, tâm tố thường nhật của A-la-hán. Nhưng mà cái tâm tứ tứ quả của tâm sự thế vẫn còn, vẫn có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng như thường. Để chi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong trường hợp này là để xác định những cái phiền não đã được đoạn trừ, phiền não do tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng đã được đoạn trừ. Cho nên khi chúng ta định nghĩa về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chúng ta nói ở trong cái tâm thị dục giới đó, thì chúng ta phải hiểu rằng để ngăn trừ, để ngăn ngừa ác bất thiện pháp. Nhưng mà khi bắt chánh đạo mà hiện trong tâm siêu thế, trong đó có chánh ngữ, chánh vị, chánh mạng, thì chúng ta cần phải hiểu rằng đây là từ phiền não trừ gốc phiền não. Ở trong trong siêu thế hệ chánh kiến sinh khởi, cái chi đạo chánh kiến sinh khởi là để đoạn trừ cái pháp bất thiện, đoạn đoạn trừ tà kiến và pháp bất thiện tương tà kiến. Phải hiểu gì chánh tư duy, cái chi đạo này có cái mãnh lực để đoạn trừ tà tư duy và các pháp bất thiện sanh khởi chung với tà tư duy. Cứ như thế đó mà chúng ta cứ hiểu tới thì chúng ta sẽ biết rằng là trong thời bình nhật tâm của vị A-la-hán, tâm tố của vị A-la-hán, tố dục giới của vị A-la-hán thì hoàn toàn không có chánh ngữ, chánh vị, chánh mạng phối hợp. Nhưng nói ngay cái tâm đắc chứng, tâm A-la-hán đắc chứng, thì cái tâm đó thì vẫn thành tựu dân quẩn vô học, định quẩn vô học và tuệ quẩn vô học. Còn ở trong cái bài kệ mà Đức Phật đã dạy ở đây chứ, giới định và trí tuệ với ai khéo tu tập vì ấy vượt qua khổ thế lực của ác ma và chiếu sáng rực sáng như mặt trời chiếu sáng. Thì đó là Đức Phật ngài khẳng định nè, giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn mà của một người khéo tu tập và đã chứng đạt đến đích điểm, tức là tứ quả rồi đó, thì vị ấy vượt qua khỏi cái thế lực của ác ma
Đã thương được có như tức là cái phiền não ma thì buông qua khỏi. Và khi mà vị A La Hán viên mãn về giới giới quẩn định quẩn tuệ quẩn thì được gọi là vượt qua khỏi cái thế lực của ác bà. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi mà được tứ đợi tứ quả thì trong tâm tứ quả vị A La Hán có giới quẩn định quẩn tuệ quẩn, và khi đã chứng được giới định tuệ ở trong cái tâm tứ quả có nghĩa là chứng quả giải thoát, thì vị đã không còn bị cái thế lực của ác ma kìm kẹp nữa, vị đó trở thành chấu sáng giống như mặt trời vậy. Cũng không khó khăn gì để cho chúng ta hiểu được cái bài học ngày hôm nay, chỉ cần là chúng ta nhớ các cái chi pháp thứ lớp chứng định tuệ thì chúng ta nói có định tuệ của hảo phàm phu, có giới định tuệ của bậc hỗn hợp và có giới định tuệ của bậc phù hợp. Giới định tuệ của hạng phàm phu mặc dù hiền thiện nhưng mà nó còn có cái nguy cơ là bị phá mất. Còn đối với giới định tuệ của hạng có thì không có cái nguy cơ là bị ác ma nó trù dập nó phá đi, không không có trường hợp. Mặc dù nó có cái sự chi phối một chút nhưng mà mỗi lần nó làm cho bật không hợp quay mặt với ác pháp 180 độ thì cái định này không có rồi. Còn giới định tuệ của bậc vô học tức là giới định tuệ của bậc A-la-hán trong cái tâm tứ quả của bậc A-la-hán thì giới định tuệ đó là hoàn toàn vượt qua khỏi cái thế lực của ác ma, trong phút là như vậy. Thì ở đây người Phật tử chúng ta cái gì nó có trước có sau, nên khi không chúng ta chưa có tu tập để trở thành một hiền thiện phàm phu tu tập về giới về định về tuệ mà chúng ta đòi quy lực của chúng ta giống như vị A-la-hán đâu được. Và như vậy thì vị A-la-hán vẫn có thể hạng phàm phu chúng ta phải tu tập dần dần, rồi khi mà chúng ta đạt tới cái giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của bậc vô học thì chúng ta tương đối là chúng ta
an toàn, tương đối an toàn. Còn khi mà chúng ta chứng đắc được quả vị A-la-hán đó, thì lúc bây giờ giới định tuệ đó gọi là giới quẩn vô học, giới quẩn vô học, tuệ quẩn vô học, thì chúng ta vượt qua khỏi thế lực của ác ma một cách miễn đã. Thì bài học hôm nay đó, chúng tôi chỉ trình bày bấy nhiêu thôi. Chúng ta đã xong cái phẩm phẩm một của chương ba, chương ba chi, chương ba pháp. Phẩm một của chương ba pháp. Và sáng đây chúng tôi cũng xin quý vị quan hỷ là tuần sau thứ bảy đó là chúng tôi có việc phải đi xa, cho nên chúng tôi không có vào rừng được ngày thứ bảy. Thứ sáu chúng tôi bay ra Hà Nội thì thứ bảy còn ở đó, đến chủ nhật chúng tôi mới về. Cho nên thứ bảy tuần sau cái lớp Pháp Cú, lớp Pháp Cú môn học y tiên của tất cả này chúng ta tạm nghỉ, đã nghỉ một tuần. Còn ở trong room, trong cái lớp Phật Pháp Vô Thất Thâm Bá thì những ngày đó chúng tôi vẫn có thể làm là trước khi đi chúng tôi đã đổi với Hòa Thượng Nhất Đẳng ngày thứ năm, thứ sáu chúng tôi mới đi. Và vì chúng tôi về ngày chủ nhật sẽ trễ cho nên chúng tôi đổi qua cái ngày thứ hai để dạy. Do đó ở trong cái lớp Pháp Cú Kinh thì nghỉ, nhưng mà cái lớp Phật Pháp Cú Thất Thâm Bá thì chúng tôi không nghỉ. Bây giờ thì xin kính không thỉnh ồ Thượng Tọa Minh Hạnh rời rừng rồi, rời rừng Pháp Cú. Như vậy thì thánh đi nước từ đức cơ tụng kinh chúc phúc phước báo cho rừng rồi chúng ta nghỉ. Nam mô Phật Thầy, chúc quý vị được an vui.